Đến từ Cẩm Lệ, Đà Nẵng, từ bé, Đinh Ngọc Thiện đã được nghe cha mình, một cây văn nghệ của cơ quan và địa phương, hát rất nhiều thể loại khác nhau. Và thể loại Ngọc Thiện mê nhất vẫn là dòng nhạc cách mạng. Với ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp của dòng nhạc này, Đinh Ngọc Thiện đã thuyết phục gia đình để được vào Huế học tập. Và nay, Thiện đang là học sinh trung học tại khoa cơ bản Học viện Âm nhạc Huế và đồng thời bắt đầu theo học lớp trung cấp 1 thanh nhạc tại đây. Thank you.
còn vang nhờ ca mong nhớ. Phần dự thi của thí sinh Đinh Ngọc Thiện mã số 02 với một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ được mang tên Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó. Và đây là một ca khúc mang âm hưởng dân gian với phần hỗ trợ của nhóm bè. Còn bây giờ là phần đánh giá của ban giám khảo. Xin mời. Chị rất vui vì ngày hôm nay một lần nữa lại được nhận xét Thiện. Có thể rằng em sẽ có may mắn để đi tiếp trong sân chơi âm nhạc này. Cũng có thể em... sẽ phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, điều động lại trong chị và có lẽ trong khán giả lớn nhất đó là em đã khẳng định được một cái vốn quý vô cùng của một người nghệ sĩ trên sân khấu. Đó chính là sự trong sáng và hồn nhiên trong âm nhạc. Và em là một trong số rất là ít thí sinh trong cuộc thi này thể hiện được nhất quán phong cách âm nhạc của mình xuyên suốt trong vòng chung kết này. Và đó là điều mà chị muốn chúc mừng em đầu tiên. Dạ, em cảm ơn ạ. Bây giờ đêm thi thứ tư rồi, chị không nhận xét về kỹ thuật thanh nhạc của em. Bởi vì em cũng đã khẳng định điều đó trong suốt 3 đêm thi vừa qua và đêm thi ngày hôm nay. Và một điều nữa, em chỉ mới là thí sinh năm thứ nhất trung cấp thanh nhạc thôi. Nhưng mà những gì em thể hiện nó đã quá lớn, quá nhiều so với những gì em đã được học. Và chị mong muốn rằng với những vốn quý mà em đã có và chắc chắn rằng em sẽ có trong tương lai nếu em nỗ lực hết sức học tập, và thì chị hy vọng rằng em sẽ còn tạo hơn nhiều điều bất ngờ nữa cho những người đã yêu mến em và sẽ yêu mến em. Còn ca khúc hôm nay em chọn trong cái phần thi của mình là một bài hát rất khó. Bài hát này là một thử thách lớn đối với rất nhiều những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà em thể hiện như thế này thì chị cũng cho rằng là em đã cố gắng hết sức. Và một phần nữa là bản phối khí này chị rất thích và dàn nhạc đã hỗ trợ nhiều cho em. Thì chị xin tặng em một biệt hiệu riêng mà chị đã rất yêu mến. Xin cảm ơn chú lính chị đáng yêu. Dạ, em cảm ơn. Còn riêng chị thì chị cũng rất thích. Bởi vì ở độ tuổi 16 mà em hát được dòng nhạc như đó, như em đang thể hiện. Và lựa chọn cái dòng nhạc như thế này thì cũng không có nhiều bạn ở lứa tuổi em lựa chọn. Đây là một sự dũng cảm. Và chị luôn ủng hộ em lựa chọn dòng nhạc này trong cái con đường sự nghiệp mà em chọn sau này. Đó là luôn luôn giữ được cái sự trong sáng về cách hát. Dù là em hát cái dòng nhạc cổ điển hoặc là dòng nhạc trữ tình thì luôn giữ cho mình được một cái tâm hồn như thế. Bởi vì khi mà hát, khi em hát chị nhìn vào ánh mắt của em mà chị đã nhận ra được rằng sau này em sẽ làm được một điều gì đó rất là lớn nếu em chịu khó nỗ lực. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Và sau đây sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho chú lính chị đáng yêu của chúng ta. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19,30. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 19,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 19,40. Và nhạc sĩ Việt Anh, 19,40. Thưa quý vị thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ cho Đinh Ngọc Thiện bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 02 gửi về tổng đài 8483. Còn bây giờ chúng